Xin chào, mỗi ngày hiểu biết hơn một chút. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trận sóng thần Covid tại Ấn Độ. Như các bạn đã thấy trên khắp các phương tiện truyền thông, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang cực kỳ nghiêm trọng, hay đúng hơn là ngoài sức tưởng tượng. Tính đến ngày 5 tháng 5 năm 2021, Ấn Độ vẫn đang lên đỉnh với số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục. Mỗi ngày có khoảng 400.000 ca nhiễm, còn nhiều hơn cả dân số tỉnh Bắc Cạn. Và cứ 400.000 ca nhiễm thì lại có khoảng 3.500 ca tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vẫn có thể còn cao hơn do những ca nhiễm mới phải một thời gian nữa mới diễn biến nặng. Bên cạnh đó thì nhiều chuyên gia cho rằng thống kê của Ấn Độ chưa thực sự chính xác trong tình trạng hoảng loạn và thiếu thiết bị, nguồn nhân lực. Sẽ có nhiều người dương tính không được xét nghiệm, nhiều người chết ngoài đường, ở nhà không được thống kê. Và họ dự đoán rằng số liệu thực tế phải cao hơn từ 5 đến 10 lần. Như vậy, mỗi ngày Ấn Độ có thể ghi nhận tới 5 triệu ca nhiễm và khoảng 40.000 ca tử vong, chứ không chỉ như thống kê. Tuy nhiên, mình cũng xin lưu ý, trên đây chỉ là dự đoán thôi, chứ không thể khẳng định chính xác. Do vậy thì mỗi ngày, Ấn Độ vẫn đang có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất hành tinh, chiếm hơn một nửa trường hợp của thế giới. Hơn nữa, theo biểu đồ thống kê, có thể thấy số ca nhiễm của Ấn Độ vẫn đang lên đỉnh. Có thể có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đây là thời điểm tồi tệ nhất và mấy hôm nữa các con số sẽ thấp dần đi. Nhưng cũng có thể đây là khởi đầu và là tương lai có thể khủng khiếp hơn gấp 2-3 lần. Về tổng thể thì hiện nay, Ấn Độ có tổng số ca nhiễm cao thứ 2 trên thế giới với khoảng 20 triệu ca, đứng sau Hoa Kỳ là 32,4 triệu. Tuy nhiên, mỗi ngày Hoa Kỳ chỉ ghi nhận thêm 30.000 ca mới và đang có xu hướng giảm dần. Còn Ấn Độ thì ghi nhận gần 400.000 ca và vẫn đang tăng lên. Như vậy, nếu cứ đà này thì một tháng nữa rất có thể Ấn Độ sẽ vượt Mỹ trở thành quốc gia mắc Covid nhiều nhất trên thế giới và cũng là tử vong nhiều nhất. Với dân số là 1 tỷ 366 triệu người, lại thêm sự nghèo nàn về trang thiết bị y tế và chủng Covid mới nguy hiểm hơn nhiều lần, thì giờ đây chuyện gì cũng có thể xảy ra với Ấn Độ. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc chuyện gì xảy ra khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng thê thảm như thế này? Thì có thể các bạn không biết, tầm này năm ngoái, Ấn Độ là một trong những nước có tinh thần chống dịch Covid hàng đầu thế giới, khi ghi nhận 519 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid và 9 trường hợp tử vong. Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã quyết liệt đưa Ấn Độ vào trạng thái giãn cách xã hội, người dân không được ra ngoài nếu không cần thiết, đóng cửa tất cả nhà hàng, quán bar, cà phê, khách sạn, v.v. Động thái này của Thủ tướng bị chỉ trích, thậm chí là cười nhạo và được cho là không cần thiết. Tuy nhiên, dù tinh thần chống dịch rất cao như vậy, nhưng Ấn Độ vẫn phải đối mặt với hai làn sóng Covid. Cơ mà hai làn sóng này thì không giống của Việt Nam. Ở Việt Nam, mỗi lần đánh thắng Covid thì chúng ta không còn một trường hợp nhiễm Covid nào. Nhưng ở Ấn Độ thì không như thế, lúc nào cũng có hàng nghìn ca nhiễm, cho nên bất kỳ lúc nào họ chủ quan thì ngay lập tức sẽ phải trả giá. Và lần trả giá đầu tiên đó là vào tháng 9 năm 2020, với ghi nhận mỗi ngày có tới 100.000 ca nhiễm mới, cùng với đó là khoảng 1.100 người tử vong. Sau đợt sóng thần thứ nhất thì Covid bắt đầu bị đánh bại. Tuy nhiên, kể cả lúc thấp nhất thì mỗi ngày vẫn ghi nhận tới 10.000 ca nhiễm và khoảng 100 người tử vong. Đến tháng 2 năm 2021 thì Covid có dấu hiệu tăng nhẹ. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu và cảnh báo với chính phủ về biến thể Covid mới. Biến thể này được cho là nguy hiểm hơn vì chúng có tốc độ lây lan nhanh hơn, tính sát thương cao hơn và có khả năng lẩn tránh vaccine. Và đây chính là biến thể tung hoành và tàn phá Ấn Độ như chúng ta đang chứng kiến. Tuy nhiên, các chính khách nghe cảnh báo xong thì họ không hề có bất cứ một hành động gì với biến thể virus, vẫn cho tổ chức lễ hội tôn giáo với ước tính khoảng 3,5 triệu người tụ họp mà không đeo khẩu trang. Không chỉ vậy, ngay cả các buổi gặp gỡ của Thủ tướng Modi, của lãnh đạo đảng ông Modi khi kêu gọi bầu cử cũng không đeo khẩu trang luôn. Nhìn chung thì những gì mà họ cố gắng ban đầu khi dịch xuất hiện thì đến thời điểm hiện tại họ đều làm ngược lại hết. Cho nên cũng không lạ khi đến tháng 4 năm 2021, biểu đồ dịch bệnh của Ấn Độ đi lên như thang máy. Ấn Độ nhanh chóng xoán ngôi các quốc gia khác, trở thành những nước đứng đầu với tác hại của Covid. Có một điều đáng ngạc nhiên là trước khi bùng dịch, Ấn Độ từng là công xưởng sản xuất trang thiết bị bảo hộ và khẩu trang của thế giới. Với công suất 200.000 PPE và 250.000 khẩu trang N95 mỗi ngày, họ cũng chuẩn bị tới 40.000 máy thở. Đặc biệt, họ có những công ty sản xuất vaccine lớn nhất thế giới với nhà máy sản xuất tới 1,5 tỷ liều vaccine Astra và 850 triệu liều vaccine Sputnik. Với thời gian để chuẩn bị cẩn thận như vậy, thế mà cuối cùng Ấn Độ lại toang chỉ vì không có gì để hỗ trợ thở cho bệnh nhân, khiến nhiều người bỏ mạng trên đường đi xin oxy, một thảm cảnh đối với nhân loại. Nhìn chung thì với Covid, cứ chủ quan là toang, kể cả với một nước đã có hàng chục mà có thể là hàng trăm triệu liều vaccine như Ấn Độ.
Vậy nên kiến thức thú vị, rất mong các bạn luôn cảnh giác. Đừng tụ tập đi mà, hãy tránh xa nơi đông người và đeo khẩu trang khi ra đường. Nói chung là đừng có một suy nghĩ chủ quan nào. Hãy nhớ có Covid luôn trở trực để hôn môi bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.